Anh Bình Điền thuốc nuôi gà quận 8 xin kính chào 500 anh em. Chúc anh em một ngày mới nhiều may mắn và thành công. Rồi, số điện thoại của anh là 0362385669. Rồi anh ở chợ Bình Điền á, anh em nào ở gần có thể chạy lên nhà lấy thuốc cho mau lẹ. Rồi các anh em ở tỉnh xa thì anh sẽ ship theo đường bưu điện cho anh em. Cái này sẽ nhận được hàng trong vòng 2 đến 3 ngày thì theo quy trình anh em ở nha. Nó bưu điện cho anh gửi bên gia hàng nhanh, gia hàng tiết kiệm đó nha anh em. Nó vận chuyển rất là nhanh. Nên các anh em cứ yên tâm về cái độ nhanh lẹ nha. Rồi thuốc thì bán rất là nhiều, từ các loại thuốc nuôi, các loại phụ kiện dành cho gà, thuốc rất là nhiều. Nên anh em nào tin tưởng bên anh á thì cần cái thuốc gì nuôi gà hay là thuốc tăng bo hay là những loại phụ kiện như nghệ, cửa, đá mài gì đó, anh em có xài thì có thể alo anh. Cần gì thì anh nếu mà anh có thì anh bán cho anh em ha. Giá cả thì cạnh tranh trên thị trường nha anh em. Thôi, thuốc thì mỗi người bán một kiểu, mỗi người bán giá, mỗi người quảng cáo cái công dụng nó khác nhau hết trơn à. Không ai giống ai hết trơn, tùy theo mỗi người tìm hiểu khác nhau. Có người sử dụng như thí dụ như galumin với B5 B2 thì ở đây ăn chia ngày ra uống, còn có người thì bán cho anh em thì người ta sẽ hướng dẫn uống chung ngày, thì cái đó cũng là một cái cách, nó không ai giống ai. Rồi hôm nay anh giới thiệu đến với anh em một sản phẩm, nói chung mình nuôi gà mà các anh em cũng gọi là bỏ qua cái vấn đề này, nhưng mà nó rất là quan trọng nha, chứ không phải giỡn. Nó xà bông tắm gà là Vecomay, xà bông tắm gà nha anh em, chứ không phải xà bông giống như xà bông tắm người đâu nha, nó sẽ khác á. Bởi vì mình tắm người là chỉ để cho người mình sạch sẽ, sạch vi khuẩn trên da của mình thôi, một phần nào đó thôi, hoặc là thí dụ như những cái dầu gội trị gào rồi đó, chứ nó không có chuyên biệt về như tắm gà. Gà thì nó vừa giúp cho gà sạch sẽ mà nó còn diệt những con ký sinh trùng bám trên da ở ngoài nữa, ở ngoài gà nữa, như gận mạc, nó con ve bọ rồi đó, hoặc là những cái bệnh mà thường hay gặp trên gà là nấm hoặc là lát nha anh em, hoặc là ké chậu nha. Khi mà các anh em sử dụng cái xà bông tắm gà thì thường xuyên thì con gà của anh em ít khi nào gặp những cái tình trạng mà nấm mồng nè, rồi hoặc là lát mình nghe, lát cái trên mặt. Có thể các anh em mua thuốc xức lát, các anh em thích xức có thể nó hết, nhưng mà nấm ở trên, lát ở trên mình á là nó rất khó hết nha, bởi vì nó nằm ở dưới lông. Các anh em thấy là nó khi mà thấy được cái miếng lát, cái lát của con gà là rồi, con gà mình nó rụng lông, nó lởm chởm hết rồi, con gà nó rất là khó chịu. Nhiều khi cái nào không để ý là rồi, nó nếu mà nó lớn quá là rồi chữa không được nha anh em, chứ phải giỡn nghe cái lát á. Khi mà tắm cái này thì các anh em tắm cố định cho nó là một tuần các anh em tắm lần hay là 4-5 ngày tùy theo cái gọi là cái tài khoản của anh em nha. Bởi vì một gói của nó là 15 ngàn, nhưng mà các anh em pha với 5 lít nước nha. Ở bên đây ăn hướng dẫn các anh em là pha với 5 lít nước, có chỗ người ta hướng dẫn pha với 2 lít nước thôi, nhưng mà anh thì anh hướng dẫn anh em pha với 5 lít nước, bởi vì anh đi theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất chứ không đi theo ai hết. Là một gói gì mình pha với 5 lít nước thì tùy theo cái con gà của anh em sạch dơ lớn nhỏ mà cái anh em sẽ tắm được 5-7 con 10 con gì không chừng. Người ta là tắm tới 12 con lận đó, bởi vì người ta chắc ở bên Philippines người ta nuôi cái công nghệ của người ta chắc nó sạch sẽ lắm, ta tắm được 12 con. Còn bên mình chắc nghĩ là tắm được 3-4 con dữ lắm, nước nó đen thui. Bởi vì tắm khi tắm con gà không phải như các anh em tắm lau mình hàng ngày, các anh em tắm là phải nhúng nguyên con gà vô luôn. Bởi vì các anh em phải pha cái nước á, vô trong những cái thùng bê, thùng nước sơn á, nó các anh em nhúng nguyên con gà vô chỉ cho nó lúc cái đầu lên thôi. Những cái chỗ nào mà có bộ phận nào có lông gà là các anh em cho ướt hết, thấm ướt hết, là các anh em nhúng vô trong khoảng 10 giây, 20 giây, 30 giây gì đó không biết. Khi nào mà cảm thấy nước nó sẽ thấm vô hết cái mình con gà, thấm vô hết chân lông, tới da, lớp da luôn nha. Các anh em để giữ đó khoảng 5, 10 giây, 20 giây gì đó, các anh em lấy ra. Khi mà lấy ra thì các anh em phơi dưới nắng nhẹ thôi, không có nắng gắt. Nắng gắt cũng được, nếu mà nắng gắt thì các anh em phơi chút xíu, cho nó hơi gáo gáo là các anh em đem vô nha, không xả lại dưới nước nha anh em. Khi mà tắm ra thì các anh em chuẩn bị sẵn một cái khăn mà nó cho nó thấm nước á, các anh em vuốt nhẹ nó cho nó mau khô.
Bởi vì khi mà thả gà ra nó tự nó sẽ làm, nó có cái cách nào nó hong, nó phơi cái lông của nó. Nên các anh em cứ yên tâm về cái vấn đề mà nó sợ gà nó ướt nó bệnh. Với lại một cái vấn đề lưu ý là khi tắm gà thì các anh em nên tắm trời thời tiết tốt nha, phải nắng nha, đừng có tắm vào mà trời ui ui còn hoặc là trời mưa thì cái đó là không tốt cho con gà, cái đó là con gà dễ bệnh liền, si liền á, sổ mũi liền á. Như người mình nha, tắm cái trời lạnh lạnh mà các anh em yếu yếu người tắm cái là rồi bị sột kho khe sổ mũi liền đó. Thì con gà cũng vậy, nhiều khi các anh em bỏ qua nó, như hồi nãy là những cái công dụng của nó nói cho anh em đó, chị lát chị nấm mốc đồ rất là hay, rồi lông con gà nó sẽ bóng mượt nữa, tắm cái này con gà lông bóng lắm nha anh em, mà diệt được những con ký sinh trùng nó bám trên da. Nhiều khi các anh em thấy con gà nó cứ mổ vài trên cái cánh đó đó, nó những con gận mạc mà các anh em đâu có biết đâu, vì nó rất là nhỏ, các anh em phải dịch kỹ các anh em mới thấy. Rồi một số anh em thì tắm bằng thuốc xà bông cho người, không có chuyên biệt cho nó là nó không có, không có ra con gận mạc đó đâu nha. Các anh em đừng tưởng vậy mà nó tắm người thì nó con gà cũng vậy chứ gì, không có đâu, nó sẽ khác nha. Cái thuốc này, cái xà bông này vừa là xà bông tắm mà vừa là thuốc, nên nó không có ảnh hưởng gì tới con gà nha. Bởi vì khi các anh em tắm gà nhúng vô cái thùng đó, các anh em sợ nhiều khi cũng miễn con gà mạc được nó gớt đó, con gà nó ăn thì nói chung nó không có gì, không ảnh hưởng gì. Với lại xà bông này là người ta sản xuất đã dành riêng cho con gà rồi, nên khi sản xuất là người ta đã ước tính sẵn những cái cách như là mấy con gận mạc đó là cho diệt được mấy con gận mạc đó, là nó không ảnh hưởng gì tới con gà của mình nha. Cho dù con gà nó uống phải nước đó nó không ảnh hưởng gì hết, nếu mà ảnh hưởng thì người ta không có sản xuất ra cái này đâu, nên các anh em yên tâm nha. Như người mình có xà bông thì chỉ chí đó, nếu mà gọi chí thì vô mắt thì mình rửa cái xong thì đơn giản vậy, thì con gà thì cũng vậy. Các anh em cứ nghĩ đơn giản thôi chứ đừng nghĩ nó sâu xa quá, mà nó diệt được những con gận mạc thì nó nói chung nó vô cơ thể nó có bị gì hay không, người ta đã nghiên cứu kỹ nha nè. Rồi một gói vậy là 15.000 à, các anh em mua nguyên một hộp vậy á là 24 gói, giá của nó là bán cho anh em là 300.000 nha. Nói chung giá cả cạnh tranh trên thị trường có nhiều người ta bán cũng y là 15.000 gói thì bớt chỉ lắm là 350 nha, còn anh thì cũng bán cho anh em là 300. Mua hàng hóa đơn trên 500.000 thì anh sẽ bao ship cho anh em. Khi anh giao hàng tới thì các anh em được quyền kiểm tra hàng tất cả các loại hàng bên anh nha, chứ không phải riêng về những sản phẩm này, được quyền kiểm tra hàng. Các anh em kiểm tra hàng thấy ok đầy đủ và gọi các anh em thanh toán cho nhân viên giao hàng, nhân shipper giao hàng đó rồi xong, vậy là kết thúc. Trong quá trình sử dụng thuốc thì các anh em có gì không hiểu thì các anh em cứ alo anh. Khi mà bán cho anh em thì anh sẽ cho anh em cái hướng dẫn sử dụng về tất cả các loại thuốc luôn, về các anh em sử dụng rất là dễ, nói chung không có gì khó. Bởi vì khi bán thuốc cho anh em thì anh sẽ hướng dẫn sơ anh em cái rồi, về các anh em có gì không hiểu cứ việc gọi, không có gì hết. Bởi vì cái này là không phải là ai muốn, nhiều khi quên mình cho sử dụng đồng bậy thì thuốc nó sẽ không có phát huy tác dụng, nhiều khi nó có tác dụng ngược lại nữa. Nên các anh em cứ alo anh nha. Thuốc anh bán thì bảo đảm cho anh em hàng bảo đảm chất lượng đàng hoàng, hàng công ty chính hãng, đâu đó có công ty hết chứ không phải muốn bán cái loại nào lấy gì về bán đâu. Trên thị trường thuốc nuôi gà thì rất là nhiều, nên có nhiều người nè, các anh em biết lúc này mà có vụ ăn quê hồng không, có nhiều người không biết cái thuốc này là cái gì luôn, người ta chỉ cần lên đó người ta, các anh em bởi vì những người ta uy tín á, những cái kênh lớn á được nhiều người theo dõi á, người ta thí dụ người ta bấm vô thằng Galumin này nè, nó ta đăng lên cái kênh của người ta, cái các anh em ồ này nổi tiếng quá, nó bán này không, mình hỏi mình mua. Nhưng mà thực chất cái người bán đó là người ta không biết cái công dụng của thuốc này là cái gì luôn, không biết, nhiều khi không biết sử dụng như thế nào luôn nha anh em. Người ta chỉ biết bán ở thuốc này, các anh em đặt người ta giao, người ta bấm, chỉ người ta bấm các anh em đặt người ta sẽ đặt lợi như thí dụ người ta đặt lại anh nè, đó anh giao rồi người ta đứng giữa ta quy học, chứ ta không biết công dụng của thuốc này là thuốc gì luôn. Nên các anh em khi mà mua hàng, các anh em một vấn đề lưu ý rất là quan trọng là cái chỗ bán thuốc cho anh em phải là uy tín mới được, chứ không phải mà khơi khơi các anh em đặt là rồi. Có nhiều anh em đặt rồi về alo ngược lại hỏi cái công dụng mà đặt ở đâu á, hỏi công dụng rồi cách sử dụng thuốc nó như thế nào, chứ không phải trên mạng giờ thời đại 4.0 mà ngồi chỗ bấm bấm bấm
các anh em chỉ cần bấm người ta là người ta có tiền, mà người đó không có miếng thuốc nào chứ, không phải quảng cáo là những ăn nguyên của chàng, nguyên một cái chè gì đâu, nguyên có mấy cái kệ thuốc lên đâu. Rồi các anh em có xài thuốc thì ủng hộ anh ha. Rồi cái này thì anh giới thiệu anh em là cái sản phẩm là xà bông tắm gà Zaroma, nói chung là rất là rẻ nhưng mà nó rất là quan trọng. Nhiều anh em bỏ qua cái vấn đề này đó, rồi tới chừng con gà nó bị nấm mốc hay là bị gợn mạc gì nhiều quá, rồi con gà nó cắn cái lỗ dài nó lủng lỗ luôn, rồi các anh em mới là lúc đó tá quả, tại sao, ủa sao vậy, vậy đó. Rồi xong là khi phát hiện ra là nói chung là mình nuôi lợi vậy thôi, chữa hết rồi mới nuôi lợi. Nhiều con chữa không hết như này không phải giỡn đâu, nhiều con bị lát chữa không hết luôn nha, đừng có nói thuốc nào mà chữa hết, nhẹ nhẹ thì chữa hết được chứ nặng quá là không chữa hết được nha. Rồi chào anh em, các anh em có xài thì ủng hộ anh, rồi anh em nào chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để cập nhật những cái clip mới của anh nha. Rồi chúc anh em may mắn và thành công.